Đây nhá, một cây mini Micon. Bộ đấy quá đẹp. Ở đây tự nhiên nhé. Xin chào các bạn nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt trong rừng nhé các bạn. Hiện tại thì trời sẽ chiều rồi, chuẩn bị trời tối nha các bạn. Mặt trời lặn rồi. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục với công việc đam mê săn mai rừng nha. Chuyên đi săn lùng những cây mai con về sưu tầm. Dạ. Đây, mặt trời lặn rồi đây. Và đây là cây mai mình sẽ khai thác nhé, cây mai con. Đây, hai cành nhỏ xíu. Không biết dưới gốc như thế nào nha các bạn. Thì mình khai thác mới biết được. Giờ mình tiến hành nha. Đào nha các bạn ơi. Đến giờ chiều chiều là nhiều muối lắm các bạn. Đấy, bảo vệ mình nhỉ. Xung quanh trên đầu trên tay không có nữa. Đây nha các bạn. Đây. Một mai con. Bé tí. Hy vọng là sẽ không gặp đá nhé. Đất cát này, đào dễ. Giờ hiện tại là tháng 9, trời mưa nhiều. Đất vẫn còn ướt. Rễ cây như này không. Tương đối to các bạn ơi, bằng bằng đôi đũa, to hơn đôi đũa tí. Tê rồi. Đây là gốc nó này, đẹp chưa? Còn mấy đứa con này, hy vọng sống. Đây nhá. Này. Mình bị đứt rồi. Đào vội quá mà. Đấy nhá, bỏ chậu đúng bài luôn. Quan trọng có sống hay không đấy chưa biết nhá. Tùy vào quá trình chăm sóc mà.
đây nhá, một cây mini Mycon. Bộ đấy quá đẹp. Ở đây tự nhiên nhé. Đây lá này. Lá vàng, đang non vàng. Mọi người thấy chưa? Đó. Rồi, cho mình nhớ xin phép tạm dừng video tại đây nhé. Hẹn các bạn ở trong những video tiếp theo. Hy vọng mình sẽ gặp những cây đẹp hơn cây này. Gặp những cây cốc khủng. Để mai còn bé xíu. Cứ mang về tầm. Chào các bạn nhé.